Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên của dịp mùng 2 tháng 9 thì tình hình trật tự an toàn giao thông tại các tỉnh thành phố đã diễn biến hết sức phức tạp, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm cho nhiều người chết và bị thương. Cụ thể, trong 2 ngày qua cả nước đã xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông làm 36 người chết và 41 người bị thương. Trong đó riêng ngày 31 tháng 8, đường bộ để xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 20 người, đồng thời có 13 vụ va chạm nhẹ. Như vậy trong ngày nghỉ thứ hai, số người chết do tai nạn giao thông đã giảm 4 người so với ngày thứ nhất. Qua hoạt động điều tra thì kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 8.010 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc nhà nước là 4.804,4 triệu đồng, tạm giữ 50 chiếc xe ô tô và 815 xe mô tô.